Cô chào các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con. Cô tên Huỳnh Thị Thanh Huyền. Cô đến từ đơn vị trường tiểu học B Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Các con thân mến, ở các tiết học trước, cô đã hướng dẫn các con thuật lại việc được chứng kiến. Vậy các con có còn nhớ đó là những công việc gì không? À, ở tuần 19, chúng ta đã được học thuật lại công việc của người nặng tòa he. Còn tuần 20, các con học thuật lại hoạt động hàng ngày của thầy cô giáo ở trên lớp. Còn tuần 21, các con đã được học thuật lại việc hàng ngày của những người thân trong gia đình. Còn ở tuần này, các con sẽ được học thuật lại việc gì? Thì chúng ta cùng theo dõi qua bài học ngày hôm nay. Để tiết học đạt được hiệu quả cao, các con cần tập trung, lắng nghe cô giảng bài và thực hiện theo những gì cô yêu cầu nhé các con. Chúng ta bắt đầu tiết học với chủ điểm bốn mùa tươi đẹp. Bài 4, mùa đông ở vùng cao. Tiết 9 và 10, luyện tập thuật việc được chứng kiến. Tiếp theo, trong tiết học này, mục tiêu mà cô và các con cần phải đạt được đó là nói viết được 4-5 câu thuật việc đã chứng kiến theo gợi ý. Để tiết học đạt được hiệu quả cao thì các con cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho cô. Sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bút chì, thước kẻ. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 41. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 6, luyện tập thuật việc được chứng kiến. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bài tập vận dụng đọc một bài văn về bốn mùa. Các con cùng quan sát bài tập số 6 gồm có những yêu cầu gì? 6. Luyện tập thuật việc được chứng kiến. Tiếp theo, A. Nói 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào các gợi ý. B. Viết 4-5 câu về nội dung em vừa nói. Cô và các con sẽ thực hiện lần lượt từng phần của bài tập số 6. A. Nói 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý. Gợi ý thứ nhất, bạn em đã làm việc làm tốt đó khi nào, ở đâu? Gợi ý thứ hai, bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào? Gợi ý thứ ba, em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn? Cô mời các con cùng quan sát hai tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất, tranh vẽ gì các con? À, tranh vẽ hai bạn đang ngồi làm bài. Bạn nữ cầm bút của mình đưa cho bạn nam. Và con thấy nét mặt của hai bạn này như thế nào? Con có suy nghĩ gì về việc làm của bạn nữ? Chúng ta tiếp tục sang tình huống thứ hai. Bức tranh này vẽ gì? Tranh vẽ một bạn trai đỡ một em gái bị ngã. Con thấy bạn trai rất ân cần khi giúp đỡ em gái này. Và con nghĩ gì về hành động của bạn trai? Các con cùng bắt đầu thực hiện nói 4-5 câu về việc làm tốt của hai bạn trong hai bức tranh dựa vào các gợi ý mà cô đã nêu. Các con bắt đầu thực hiện.
Sau thời gian suy nghĩ, dựa vào các câu hỏi gợi ý để các con thuật lại việc làm tốt của một người bạn. Ở hai tình huống, bây giờ cùng cô quan sát tình huống số 1. Bạn Mai đã cho bạn Hùng mượn bút trong giờ toán. Bạn Mai luôn vui vẻ khi giúp đỡ các bạn. Em nghĩ bạn Mai là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến người khác. Chúng ta tiếp tục sang tình huống thứ hai. Bạn Nam đỡ một em bé bị ngã đứng dậy ở sân trường. Bạn ấy luôn ân cần, vui vẻ giúp đỡ người khác. Em nghĩ bạn là một người bạn tốt bụng, em cần học tập ở bạn. Cô vừa hướng dẫn các con nói 4-5 câu về việc làm tốt của hai bạn ở hai bức tranh. Cô có lời khen những bạn đã nói được việc làm tốt ở hai tình huống này. Sau khi các con đã hoàn thành xong bài tập 6A, nói 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn, bây giờ cô mời các con thực hiện tiếp bài tập 6B, cùng cô đọc yêu cầu. Viết 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn. Các con có thể chọn một trong hai tình huống ở bài tập 6A, hoặc các con cũng có thể thuật lại một việc làm tốt khác của một người bạn mà con được chứng kiến. Cô mời các con lấy vở và bút của mình ra để chúng ta thực hành viết. Khi viết, các con cần lưu ý cho cô: chữ đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Các con cần lưu ý độ cao, khoảng cách giữa các con chữ thì bài viết của chúng ta mới đẹp. Các con bắt đầu thực hiện. Các con đã hoàn thành xong bài viết của mình chưa? Sau đây cô xin giới thiệu với các con bài viết của một bạn nhỏ. Cùng cô đọc đoạn văn. Chiều hôm ấy, sau khi tan học, em và bạn Hải cùng nhau trên đường về nhà. Trong khi chờ đèn đỏ, chúng em thấy một bà cụ xách một giỏ đồ rất nặng. Đợi khi đèn chuyển xanh, bạn em giúp bà xách đồ, còn em thì dìu bà qua đường. Chúng em rất vui khi làm được việc tốt. Đoạn văn này cho chúng ta thấy thêm một việc làm tốt của một bạn tên là Hải, đã giúp bà cụ xách giỏ đồ và dẫn bà qua đường. Và bạn nhỏ này cảm thấy rất là vui khi làm được việc tốt. Các con cần học tập theo ba bạn nhỏ trong ba tình huống mà cô và các bạn vừa nêu. Cô có lời khen những bạn đã viết được 4-5 câu về việc làm tốt của một người bạn. Trước khi vào hoạt động vận dụng, cô cùng các con thư giãn qua bài hát Thật vui khi chúng ta giúp đỡ mọi người. Bạn yêu hỡi nói nghe xem, cần làm chi nếu gặp ai đó lúc khó khăn, khi thấy ai cần ta mò đến giúp ngay, thật vui hơn khi ta biết giúp mọi người. Giờ thì để con cùng giúp, cùng ba làm nhé. Cảm ơn nhé con vì đã giúp ba sửa xe.
Bạn yêu hỡi, bạn yêu hỡi, nói nghe xem. Cần làm chi nếu gặp ai ba lúc khó khăn? Khi thấy ai cần ta mau đến giúp ngay. Thật vui hơn khi ta biết giúp mọi người. Dạy để em cùng giúp, cùng chị làm nhé. Cảm ơn nhé em vì đã giúp chị nhà. Bạn yêu hỡi, bạn yêu hỡi, nói nghe xem. Cần làm chi nếu gặp ai đau lúc khó khăn? Khi thấy ai cần ta mau đến giúp ngay. Thật vui hơn khi ta biết giúp mọi người. Chúng ta sang hoạt động vận dụng. Cùng cô đọc yêu cầu. Đọc một bài văn về bốn mùa. A. Chia sẻ về bài văn đã đọc. B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Về tên bài văn, tác giả, tên mùa, nét riêng của mùa. Các con cùng đọc thầm theo cô bài văn về bốn mùa. Mâm cơm ngày Tết ở Huế. Người Huế rất chăm chút cho bữa ăn ngày Tết. Bánh chưng, nem, chả, tôm chua, thịt luộc là các món ăn chính. Gà bóp rau răm, mít trộn cũng là những món thường thấy. Món đặc biệt là thịt bò ngâm nước mắm pha nhạt. Bánh tráng, rau sống là những thứ ăn kèm khác cho người thích món cuốn. Bữa cơm ngày Tết là dịp cả nhà quây quần đầm ấm bên nhau. Của tác giả Thanh Vân. Dựa vào nội dung bài mà cô vừa đọc, các con cho cô biết đây là mùa gì? Cô mời các con cùng suy nghĩ. Sau khi các con đã được nghe cô đọc bài văn về bốn mùa, bây giờ cô mời các con cùng chia sẻ bài văn với người thân của mình như ông bà, ba mẹ hoặc anh chị. Về tên bài văn, tên tác giả, tên mùa và nét riêng của mùa. Trong bài văn mà chúng ta vừa đọc, các con bắt đầu thực hiện. Con vừa chia sẻ với người thân của mình về bài văn đã đọc. Bây giờ cô mời các con lấy vở và bút của mình ra để chúng ta viết vào phiếu đọc sách tên bài văn, tên tác giả, tên mùa và nét riêng của mùa. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Con đã hoàn thành bài viết của mình chưa? Bây giờ cô mời các con cùng quan sát kết quả với cô. Tên bài văn là Mâm cơm ngày Tết ở Huế của tác giả Thanh Vân. Tên mùa đó chính là mùa xuân. Và nét riêng của mùa xuân, có nhiều hoa nở, mọi người trong gia đình đoàn tụ. Cô có lời khen những bạn có kết quả giống với cô.
Các con thân mến, cô vừa hướng dẫn các con cách thuật lại việc được chứng kiến là giúp đỡ người khác qua ba tình huống. Tình huống thứ nhất là cho bạn mượn bút khi làm bài. Tình huống thứ hai là giúp một em bé bị ngã đứng dậy. Và tình huống thứ ba là giúp đỡ cụ già qua đường. Qua ba tình huống này cho chúng ta thấy được rằng khi giúp đỡ người khác thì sẽ đem lại niềm vui cho họ và cho bản thân của mình. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc đó các con. Vậy các con cần phải học tập ở ba bạn nhỏ này nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.